anh, sao mày có mấy quần mặn hoài vậy? Quay phim bỏ lỡ đồ đẹp ăn chứ. Ừ, tao có mấy cái bộ đồ này hà, không mặc mấy bộ này chứ bộ nào. Ừ, mà mày sắm đồ Tết chưa hả anh? Chưa nữa. Hay là mình mới lãnh lương nè, bây giờ mình đi mua đồ Tết luôn đi. Đúng, đi sắm đồ Tết thôi. Thường thì đồ Tết ba mẹ mình mua hết rồi. Mày lớn mày tự kiếm tiền được rồi, tự lấy tiền đó đi mua đi, xài tiền cha mẹ hoài. Tiền của mình thì mình xài mới đã, lấy tiền ba mẹ làm chi? Chị Thảo nói đúng, bây giờ mình sẽ lấy cái tiền này kêu anh Vinh dẫn cho tiệm quần áo rẻ nhất mà đẹp nhất. Đồ mà rẻ nhất, đẹp nhất chỉ có hàng Sida thôi. Ok, mấy đứa mới lãnh lương xong giờ có thèm hay không, anh dắt đi ăn nè. Thôi anh Vinh ơi, bữa nay mấy em không có muốn đi ăn đâu, chỉ muốn mua đồ Tết thôi à. Anh rảnh không? Nếu mà rảnh á thì dẫn bọn em tới cái tiệm nào mà bán đồ giá bình dân đi. Vậy là mấy em ở đây ai cũng muốn sắm đồ Tết anh hay sao? Dạ. Đủ tiền không? Tiền một đống luôn nè, không lẽ không mua đủ được một bộ đồ Tết. Xuống đò đi mua đồ Tết nha các bạn. Mình sẽ vô chùa để lại Phật rồi cầu mong năm mới có nhiều sức khỏe và học giỏi. A few moments later. Rồi, Tuấn ơi, bọn mình đã tới được cái chỗ mua đồ rồi nha. Giờ đậu xe. Đồ Tết thì giờ kiếm một cái áo, thêm một cái quần nữa, mua mặc xong rồi. Dạ. Chạy đi nhanh. Cho nhanh. Lựa cái áo nào hợp coi. Toàn là áo đẹp không mà không biết lựa áo nào nữa. Hơi rộng rồi. Hơi rộng rồi các bạn ơi. Hơi rộng rồi mà áo này vô khỏi mặc quần luôn á. Quá dài. Phải chi có nhiều tiền trời. Thích cái áo nào mua cái áo đó khỏi cần suy nghĩ. À cò, cái áo này có thể giúp mày khoe hết các cơ bắp đó. Con coi, quá trời bự luôn rồi. Nó ngồi nó bự nè, nó bự mà chặt luôn cái nách nè các bạn. Chặt luôn rồi nè. Size M nè bé ơi. Ở đâu? Đâu nè. Nè, tôi thấy cái áo này hợp với tao nè. Áo này đẹp, đẹp nè, áo màu trắng luôn nè. Giờ cởi áo ra thử nha. Bạn thử các bạn ơi. Rồi bạn thử nha. Size M vừa mình á. Trời ơi, quá trời vừa luôn. Ôi. Mình thích tốc độ lắm cho nên mua cái áo Super Racing Car nè. Bây giờ còn thiếu cái quần jean thôi. Mua xong là Tết này mấy đứa con gái chết trong sự lãng tử của mình. Hả? Cái áo này đẹp nè các bạn. A à, cò này nó ốm đó các bạn, nên khó lựa cái áo nào vừa dặn với nó. Tao thấy cái áo này vừa với mày nè A à, cò. Hay là mày lấy áo trắng này đi cho giống tim. Ok, giết mày luôn. Nè, mày okay. Đi. Mặc vô. Ủa Tiểu Cường, tim mua đồ màu trắng, sao mày mua đồ màu đỏ gì kìa Cường? Mình thích thì mình mua thôi, mắc gì theo số đông. Màu cam tươi quá. Rồi, mình sẽ lấy màu hồng áo loan này nha, có bông cúc luôn, chữ gu xì. Dương lấy nào cho Dương? Chắc lấy cái màu xanh này quá. Có chữ lấy si cáp, con mèo lười biếng. Con mèo nó nhõng nhẽo, con trai mới thương. Cái này đúng không? Xách này xuống nha. Ướm cho thử coi vừa không? Vừa không? Wow, quá đẹp luôn. Giờ đi lửa nón cho á Tiên nè. Rồi đi. Lửa nón cho nó hợp. Lửa nón đi. Lửa nón đi. Rồi cứ thử nào. Màu vàng này dễ thương nè. Đợi nó thử đi. Ờ, Pikachu đẹp quá. Đó, ta rảnh hơn. Đây, được cái nón này nè. Con voi. Con voi. Coi. Đợi giờ mới chưa? Sao hết tâm nào? Cái nón của mình nè các bạn, nó biết kêu luôn đó. Đúng rồi, gì ghê vậy? Cái nón của Hoàng Vũ Thanh biết kêu luôn các bạn ơi. Đâu Ngọc, của mày coi kêu được không? Để coi coi. Coi coi. Nó không có kêu. Nó không kêu được nhưng mà nó cháy đèn được. Đâu thử coi. Nè, gì đã chứ hả? Chị ơi, mấy em mua quần jean để mặc Tết á. Chị thấy tướng em hợp với giải nào chị cứ nói nha. Cái nào mặc vừa cứ thử nha. Rồi thử trước đi nè. Cò. Cò ốm đó, thử quần nó trước đây. Bạn vô thử cò. Còn quần này, Vũ Thanh. Tôi chết rồi, cái quần này nó chặt quá các bạn ơi. Chắc phải kiếm cái quần khác á. Tại vì một tháng mình lên tới mấy ký nè. Lột ra. Rồi kéo ra đi. Rồi. Rồi nó chặt quá nè trời. Nó không ra. Kéo ra tiếp nữa. Rồi, ra rồi. Đồ thì bọn mình mua nhưng mà tính tiền là anh Vinh trả. Rồi, đồ của ai cũng có một riêng hết trơn á, tránh lộn xộn. Tới mình. Đây, xong. Đây em chưa? Đồ hết là 285 nè. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn em bé bé. Dạ. Dạ. Sau khi sắm đồ Tết xong rồi thì Tony sẽ dẫn các em ở đây vào hội chợ Tết. Trò chơi đầu tiên của mình sẽ chơi ném bóng vào gỗ nè. Nè, là đánh chơi. Anh ơi, chúng gì đây? Để tao. Quang ơi, chúng ơi. Có gì đó.
này thẻ banh còn xui hơn con áo tiên nữa. Rồi chơi bóng chờ xô nha. Cái này bán sao vậy anh trai? Ba trái luôn. Rồi lấy 100 ngàn. 100 ngàn lấy ra bà nhật. Rồi bưng xô ra đây đi. Ủa đây. Đứng ở đây luôn anh trai. 10 ngàn ba trái. Đứng ở đâu chú? Đứng ở đây nè, ngay cái mức nè. Đứng ở đây ném vô rồi. Ở đây là 10 ngàn ba trái nha các bạn. Đi ra cho hội chợ luôn. Mình lấy cái quả bóng này nè, ném vô cái xô có phần thưởng nào thì mình lấy cái đó. Ví dụ như là sữa, nước ngọt đồ nè. Mình với chị Dương sẽ ném nha các bạn. Giờ chọn gồng đỏ đi cho nó gần dễ ném. Ném trước đi Phương. Dạ. Cho mọi người xem nha, ở đây là có 3 số là lớn, nhỏ và số 7. Giờ mình sẽ đặt vào lớn một thẻ trước nè. Đó, đặt ở đây nha. Sau đó mình sẽ lấy hai cái phi tiêu phóng lên trên cái bảng điểm này nè, rồi sau đó cộng điểm lại. Giờ phóng nè. Bây giờ muốn đặt lớn hay đặt nhỏ? Đặt nhỏ rồi, đặt gom vô đi. Em không cho. Có đứa nào tin tưởng Tiểu Cường không? Tiểu Cường phóng kìa. Ok rồi, hai thằng bóng chung không? Bóng chung. Đổi sữa đi cho anh ba thẻ đổi hộp sữa ơi. Dạ. Ở đây. Rồi cho anh đổi hộp sữa đi em. Hộp sữa hai thẻ hả? Ok ok. Rồi, thank kiều em. Chơi tiếp nha anh Vinh. Ok. Mình sẽ đặt 3 cái nhỏ lớn thì số 7 luôn. Em Thảo 7 nè. Đẹp quá. Chị Thảo với Phương xuống trước nha. Rồi, bấm đi chị Thảo. Hiểu chị Thảo rồi. Một cộng với 4 là 5, mình đặt nhỏ là thắng rồi. Giờ mình còn 2 thẻ, thắng thì chơi tiếp thôi, nghỉ luôn. 2 thẻ đặt vô nhỏ nè. Rồi, Ngọc không tiêu đi Ngọc. Số 1 rồi đó, phát nữa. 1 với 6 là 7. Rồi luôn, chắc 2, 4. Ở đây mình có 7 thẻ. Bây giờ có em nào muốn hùng không? Chơi một ván lớn vậy. Hùng vô. Rồi, hùng ra một cọc thẻ luôn. Giờ đặt cái nào lớn hay nhỏ? Đây, đặt nhỏ nha. Chơi thắng một đống quà luôn các bạn. Và trong khi đó cái bóp tiền của mình nó cũng không còn luôn. Rồi video này đến đây là kết thúc nha. Và Tết hôm nay mấy đứa vui chưa? Vui. Nếu các bạn yêu thích video này đừng quên cho mình một đăng ký, một like và bấm vào cái chuông luôn nha. Bye bye và hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Bye bye.
Đây các bạn, 1m20 nha mọi người. Rồi căng dây ngay đâu ạ? Ngay cái cần cổ của Vũ Thanh. Anh Vũ Thanh là ngay cổ, còn mình cao trên đầu luôn. Dạ vậy chú đây. Thôi em nhảy trước cho, 4 cây kem là đủ rồi. Ừ vậy đi. Ok. Nhảy luôn. Nhảy luôn. Trời trời trời. Không tới rồi các bạn ơi, này quá tầm của mình rồi. Thua. Ra đây cho chị Thảo 4 cái cây. Cái gì đó? Ôi nôn, ôi nôn, nôn 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 nôn. Quang, mày đừng buồn, tao sẽ đi theo mày đây. Cố lên đại, cố lên đại ơi.